Chào các bạn, để mình sử dụng cái phần mềm tính tiền Thành Long thì trước tiên đăng nhập vào phần mềm. Mình mở chương trình lên thì nó xuất hiện cái bảng để đăng nhập vào. Thì cơ bản đây mình sử dụng tài khoản là quản lý. Tài khoản quản lý bắt buộc để chống thì mình đăng nhập vào. Khách vào ví dụ như bàn số 6 thì mình chọn món. Ví dụ như khách uống cà phê thì mình chọn cà phê. Đây ví dụ như cà phê đá 1, cà phê cacao sữa đá gì 2, thì ở đây là nó có cái view 22. Thì khi mình lập thì cái bàn mình nó sẽ xanh lên, còn bàn nào trống thì nó còn màu trắng, và bàn nào có khách thì nó sẽ màu xanh. Ví dụ đây có hai bàn có khách, bàn số 6 tôi dòm vào đây có hai món, bàn 15 cũng có hai món. Bàn số 5, 15 mình thêm một món, đó là 3 món. Thì ví dụ như bàn số 6 muốn dời bàn số 8 thì mình nắm mình kéo bỏ qua. Bàn muốn chuyển bàn giúp ta dời bàn từ bàn số 6 vào bàn số 8 thì bàn số 8 sẽ chuyển sang màu xanh. Thì hiện tình trạng đang có khách. Còn bàn số 6 hiện tại đang trống nè. Thì cũng như vậy, ta gặp bàn thì chỉ cần ta nắm bàn số 8 ta bỏ cho bàn số 15 chẳng hạn, thì thể hiện là mình trả lời bạn muốn gặp bạn không. Yes, okay. Thì hai bạn nó sẽ gặp lại, mình có thể tính tiền chung trong một bàn. Đây tổng số tiền là 75.000 đây, ba món giá ví dụ kho ba món như thế này. Còn ví dụ mình muốn giảm giá một cái món này cho khách hàng thân thiết thì mình đánh vô 10% thì đánh 10% vô một món này thôi. Thì đây 10% nó sẽ còn xuống, giảm giá nó còn xuống như đây. Còn ví dụ như các bạn muốn giảm giá tổng bill thì ngay chỗ này, ở dưới ô đây, vô 20% chẳng hạn, giảm giá tổng bill cho khách hàng quen thì mình đây đánh vào enter cái thì nó sẽ liệt kê là giảm giá theo bàn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng cái phần mềm Thành Long để tính tiền các dịch vụ ăn uống giải trí. Đây là trên cơ bản trên giao diện của phần mềm thì bao gồm cơ bản có ba phần như sau. Bên đây là khu vực của khu quán, bên đây là phần thực đơn của quán, bên đây là thể hiện cái view của từng bàn khách khách vào để mình tính tiền. Nhưng mà sẽ cơ bản mình mở bàn ra trong khu mình sẽ thấy đây là những cái bàn trong khu. Thì cơ bản mình dòm trên cái khu khu sân đi thì thấy có hai bàn có khách. Thì để thể hiện là màu trắng thì các bàn trống, còn có bàn có khách thì nó sẽ màu xanh để mình dễ phân biệt. Còn cái bàn số 15 này màu xám đây là bàn đã tạ in tạm tính, nó sẽ chuyển sang màu xám. Bên đây là món trong thực đơn, chúng ta để ý đây, nhấp đây nè. Ví dụ như khách vô bàn số 7 thì ta chọn bàn số 7 nhấp vô đây cái. Rồi ví dụ như khách uống hai món đi, ba món thì mình sẽ chọn bàn số 7. Thì bên đây bàn số 7 nó có cái gì sẽ hiện qua đây. Ví dụ như bàn số 20 đi thì nó có hai món hiện bên đây. Bàn số 15 đi nó có cũng ba món nhưng mà số lượng nó khác nhau. Đây các bạn có thể giảm giá một món ở đây ngay chỗ này 10%, hoặc ngay chỗ này giảm giá tổng bill thì mình sẽ đánh ngay chỗ này 20% cho tổng bàn, tổng bill giảm giá. Như bàn số 7 mình muốn chuyển sang bàn số 9 rồi mình bấm vào bàn số 7, mình kéo qua bàn số 9 thả ra. Thì bạn muốn chuyển bàn không vậy? Thì để thao tác chuyển bàn rất là dễ. Hay gộp bàn các bạn cũng làm tương tự, ví dụ như bàn số 20 gộp vô bàn số 9 thì đó chỉ cần cầm đít cầu chùa cơ. Bàn số 20 mình kéo thả qua bàn số 9 vậy? Thì bạn muốn gặp bàn thì gặp vô thì 20 nó sẽ trống, bàn số 9 nó sẽ tăng cái
cái số món lên, của hai bàn lên để mình tính tiền chung. Thì muốn tính tiền thì xong, thì một là để thao tác tính tiền thì mình chọn vô cái bàn, trả vô cái tính tiền mà số chính. Ở đây thì mình kết nối với cái bên sẵn nha, ví dụ mình muốn in tạm cho khách thì mình in ra, thì cái máy in nó sẽ chạy ra cái view giống vậy để cho nhân viên đưa cho khách. Khi bạn in tạm thì cái phiếu của mình nó chuyển sang màu xám giống như bàn số 15. Khi mà khách đã, ví dụ như cái bàn số 15 này có đưa cho nhân viên tính tiền rồi, mình thu đủ số tiền là 58.000, thì mình bắt đầu mình thao tác tiếp theo. Một là ví dụ khách có yêu cầu in phiếu hoặc mình lưu phiếu lại thì mình có in và lưu luôn, sẽ phát sinh thêm một phiếu nữa, không thì bạn chỉ việc mà nhấp một sale thôi, không cần in nữa, để lưu vào báo cáo. Đây số 15 đã lưu thì nó sẽ chống lại. Ví dụ bàn số 9 này mình lưu, khách cũng trả tiền đủ 130.000 đây, thì mình nhận đủ số tiền rồi, cái người thủ ngân nhận đủ số tiền thì cái việc nhấp vô lưu lại. Những thao tác bán căn bản thì các bạn có thể lưu ý này ha. Ví dụ mình chọn đây, mình chỉ cần việc nhấp lên thì nó sẽ tăng một số lượng, nhưng mà mình có thể mình nhấp đúp chuột trái thì nó sẽ tăng thêm số lượng đó thành 2 đúp chuột trái. Nếu mà mình đúp chuột phải thì sẽ giảm lại nha các bạn, đúp chuột phải giảm lại. Còn ví dụ mình muốn trả bàn luôn thì mình nhấp chuột phải trả luôn, thì bàn ở đây mình nhấp đây thì bàn số 6 sẽ trống. Cơ bản vậy, ví dụ như mình nhấp soda đây, qua đây thì có một, mình ví dụ mình khách vào một uống thêm một cái nữa thì chỉ cần mình nhấp đúp vô đây thì nó sẽ ra số 2. Còn chỗ này thì mình có thể điều chỉnh giá, điều chỉnh giá lúc bán giá, ví dụ như đây là giá 25.000, giá mặc định ở trong món trong thực đơn mình đã có rồi, ví dụ mình có thay đổi gì thì mình cứ việc đánh vào 28.000 chẳng hạn, không hẹn ta thì kết quả nó sẽ ra là 56.000. Việc bung xếp bàn lại, xếp khu lại, đây là những cái khu mình có thể lập tự do, và trong khu thì có thể có nhiều bàn như vậy. Mỗi bàn thì sẽ, nếu mà có khách vào thì nó sẽ hiện màu xanh như vậy, còn không là bàn màu trắng, rồi còn bàn còn trống, khách có thể vô ngồi được. Các bạn có thể quan sát trên màn hình để biết được tình trạng quán mình có bao nhiêu khách đang ngồi, có bao nhiêu bàn đang có khách. Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể nhìn phía dưới đây, cái số điện thoại ở Vĩnh Long thì hiện tại là cái số điện thoại 090 799 4608, thì các bạn có thể liên hệ với anh Cường để mà có thể mà tư vấn hoặc hướng dẫn thêm. Tiếp theo chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần món trong thực đơn của chúng ta đây, thì đây trên này có món trong thực đơn. Hoặc là các bạn có thể điều chỉnh bàn trong khu vực thì mình nhấp lên vô một thêm bàn. Các bạn mình vô món trong thực đơn nha. Đây những cái này gọi là loại món đó các bạn. Trong loại món này thì nó sẽ có từng cái món gọi là món. Món trong thực đơn. Thì thay vì mình muốn thêm loại, loại có nghĩa là cà phê, chanh, cơm tấm chẳng hạn. Loại cà phê thì trong loại cà phê thì nó có món gì thì các bạn có thể thấy đây. Món này là món cà phê đá kem chẳng hạn, cà phê đá, cà phê dầm chẳng hạn. Thì đây là những cái món thì các bạn điều chỉnh hoặc là thêm như sau. Món thì mình có thể điều chỉnh thoải mái, tại vì đây là món thì mình muốn món gì thì mình cứ đánh vào ha. Hoặc là mình muốn thêm loại, những cái này là loại thì mình nhắm một thêm loại thì nó sẽ phát sinh ra một dòng nữa để mình có thể điều chỉnh cái tên cho nó theo ý muốn của mình. Loại loại A
Thì trong thí dụ như mình đặt cái tên loại A này gì thì mình sẽ thêm món cho nó, thì mình chọn cái là mình nhập cho sự thêm món, thêm bao nhiêu món tùy ý, này không giới hạn. Rồi mình sẽ điều chỉnh cái món đây, giả sử các bạn muốn món gì thì cứ đánh vào món đó ha. Món tráng miệng chẳng hạn. Thì đây là thí dụ như món tráng miệng, đây phím tắt thì mình có thể mình đặt như sau: món tráng miệng, mình đặt là mình lấy chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Ví dụ mình có thể đây là thức uống, nhưng mà không phải thức uống thì mình để trống để phân biệt thức ăn thức uống trong báo cáo. Nếu các bạn có in chế biến thì xếp vô đây, không thì để trống. In chế biến có nghĩa là không, mỗi khi mình bán thì sẽ in ra cái phiếu nhỏ đem xuống bếp hoặc là một chỗ quầy pha chế, người ta sẽ làm cái đó gọi là in chế biến đấy. Rồi giờ ở đây mình có thể điều chỉnh, trường hợp này mình sẽ có hai giá, nếu tùy mình làm trường hợp quán mình có một hoặc hai giá hoặc là bao nhiêu giá cũng được. Ví dụ như trong ngoài sân hoặc là trong trong sảnh thì không có máy lạnh hoặc là gì đó thì mình sử dụng giá thường. Ví dụ giá thường cái này là 35.000 chẳng hạn. Còn ví dụ như giá bếp hoặc là giá phòng lạnh gì đó, cùng một món này mình có thể mình bán vô cái phòng lạnh hoặc gì đó thì mình có thể điều chỉnh là 40.000. Thì ăn thua mình, ăn thua cái kiểu quán của mình thôi. Thì mỗi khu ví dụ như mình sẽ tích hợp cho cái theo khu theo giá. Thì khi bán thì cái chương trình nó sẽ tự động, ví dụ cái chỗ nào mình lấy giá thường đây thì nó sẽ lấy giá này, còn chỗ nào mình lấy giá, khu nào mình lấy giá web thì nó sẽ lấy giá giá bên đây. Thì cơ bản đa phần thì mình sử dụng một giá thì mình chỉ đánh vào cái ô này thôi. Đây điều chỉnh một giá thôi, còn ví dụ bên đây mình có nhưng mà mình thấy bằng không chẳng hạn, không có xài. Thì các bạn cố gắng mình hoàn thiện đầy đủ giá trong đây thì khi mình bán hàng nó sẽ hiện giá mặc định lên. Thì đây giờ các bạn cũng thấy người ta đặt phím tắt như sao. Đấy, cũng rất là, đây là những cái món mà mình thí dụ có sẵn cho các bạn xem. Khi các bạn điều chỉnh xong thì các bạn lưu lại ha, hoặc là các bạn muốn xóa cái món này đi, nhưng mình không thích thì mình muốn xóa đi, xóa món nào dư hoặc là món này dư này mình xóa đi, xóa xong luôn, xong rồi lưu lại, lưu thành không. Ok rồi thôi. Nói chung các việc điều chỉnh thì cơ bản thì các bạn có thể, trước tiên mình xóa hết dữ liệu trong thì mình mới điều chỉnh tốt, có nghĩa là có thể các bạn sẽ xóa món hoặc là thêm món. Nhưng mà khi mà các bạn có lưu món ở trong báo cáo thì các bạn không được được xóa những cái món đó, hoặc là những cái bàn chẳng hạn cũng không được xóa mà. Đây tiếp theo mình cứ coi báo cáo xem ha. Thì cơ bản mình phần mềm mình mở giới thiệu nhiều cái báo cáo cơ bản như sau. Đây, báo cáo theo hóa đơn cho hàng. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2016, nãy giờ mình có thu hai phiếu. Đây là số thứ tự của trong ngày, nó sẽ hiện bao nhiêu cái phiếu qua đợt. Đây là khu vực, đây là các bạn, số thứ tự bạn. Rồi ví dụ các bạn muốn doanh thu theo món chẳng hạn, thì các bạn check vô một tất cả này, tổng hợp này, được kê ra đó. Đây là từ ngày ngày đó tới ngày này, từ ngày tới ngày này. Các bạn có thể đi chọn ngày qua đây ha, hoặc là chọn tháng, thì mình chọn chỗ này. Đó, đây là chọn tháng. Thì cơ bản hôm nay là ngày 10, thì mình cơ bản mình chỉ chọn ngày 10 tới ngày 10 mình liệt kê ra. Thì cái những cái mình bán hàng nó sẽ có liệt kê số lượng chi tiết như thế này, từ ngày tới ngày đó các bạn có thể xem rất là chi tiết.
Và đã còn nhiều báo cáo các bạn có thể tham khảo thêm ha. Đây mình chỉ thêm cho các bạn cách mình thêm bàn ha. Ở đây mình thêm món một. Để thêm bàn thứ nhất là một thêm bàn. Thì trên khu sẽ thể hiện bao nhiêu bàn đây. Giả sử khu sân vườn mình chọn qua khu sân vườn nhé ha. Chọn qua bất kỳ cái bàn nào trong khu. Hiện tại giờ này có 20 bàn, mình muốn thêm 4 bàn nữa chẳng hạn, thì mình nhấn cứ việc mình nhấn thêm thôi. 21, 22, 23, 24. Các bạn có thể điều chỉnh cái tên bàn bằng số chứ không cần viết cái bàn, là không cần mình đánh chữ bàn vô nữa ha. Vô đây 24 nhưng mà không thích mình đánh là 28 đi. Hoặc là bàn số 26 đi. Đó, thì cái chữ bàn nó tự động nó hiện ra thôi. Các bạn điều chỉnh chỉ là ghi số cho nó đúng được rồi. Xong rồi mình lưu lại. Hoặc là bất kỳ cái khu nào các bạn muốn thêm bàn thì cứ việc mình nhấn vào, mình nhấn vào mục thêm thôi. Thì phần mềm sẽ tự động phát sinh ra. Xong rồi các bạn lưu lại. Rồi, hoặc thì ở đây các bạn thấy này, thấy có bàn 26 đây. Hồi nãy trước khi thêm mình thêm cho có 20 bàn nhưng mình dự thêm bàn 21, 22, 23, 24, 24 mình sửa thành 26 đây. Cũng như ở chỗ cửa xe chẳng hạn, khu cửa xe này cơ bản có 4 bàn thì mình thêm 4 bàn là 8 bàn này. Hiện đây. Còn khi món hồi nãy á, mình điều chỉnh mình có xóa hai món thì cơ bản thì cái khu trên nó còn hai món này. Những cái điều chỉnh ở trong thì nó sẽ hiện ra ở ngoài cho mình thấy, mình sẽ rất là dễ điều chỉnh trong cái khi mình sử dụng cái phần mềm Thành Long này để tính tiền. Thì cơ bản nó không có nhiều nhưng mà đem lại cho các bạn cái sự quản lý thu chi rất hợp lý và cái hiệu quả lâu dài. Khi mình mua một cái bản quyền của phần mềm Thành Long thì các bạn có thể xài. Trên cơ bản thì chúng tôi không có quản lý thời gian, các bạn muốn xài đến đi nào máy hư thôi. Tiếp theo để hướng dẫn cho bạn, các bạn thêm cái phần mà khi mà mình cài phần mềm xong thì mình chọn máy in chỗ này ha, chọn máy in đây. Hiện tại trên máy bạn có cái máy in gì thì mình nhấp vô đây thì nó sẽ hiện kê ra nha. Ví dụ cái máy in của mình là cái này chẳng hạn, thì mình chọn vô xong mình lưu lại. Các bạn để ý là khi chọn máy in, nếu các bạn sử dụng những cái máy in nhiệt hoặc in kim thì mình kích thước nhỏ thì mình chọn là máy in nhỏ. Không thì cơ bản thì giống như mấy cái máy tính tiền giấy cũ thì máy khổ thì mình chọn máy nhỏ hết. Xong đúng rồi. Đây là thao tác chọn máy in. Tiếp theo các bạn có thể thiết kế cái phiếu in như sau. Mình chọn vào thiết kế cái phiếu in ra cho đưa cho khách. Thì các bạn có thể chọn vào cái tên của cái quán cà phê của mình, chẳng hạn như là mình đặt cái đây cái quán của mình, ví dụ như cái tên là Coffee Alo thì mình để đây, mình điều chỉnh qua lại cho nó ngay. Đây là cái địa chỉ thì mình có thể điều chỉnh đây. Dạ, như cái số 5A thì mình nghĩ ở phường 4, thành phố Vĩnh Long chẳng hạn. Còn này là tên hóa đơn, hóa đơn tính tiền. Hoặc là các bạn có thể là để hóa đơn hoặc là phiếu tính tiền chẳng hạn. Thì các bạn sẽ có thể điều chỉnh như thế. Đây các bạn cân nhắc sao cho nó phù hợp. Đây là hiển thị bàn, thứ tự, đây khu vực,
Đây có thể lên thu ngân chứ. Đây là giờ giờ vào đây. Những cái đó thì các bạn có thể chọn các bạn cái bên nó có sẵn thì hiển thị. Đó, cảm ơn. Đây là những cái dòng ghi chú thôi, các bạn có thể điều chỉnh chuyển cái khung trong thao tác xong các bạn có chọn một lưu lại ha. Rồi ok, khi mình bán hàng rồi các bạn lưu ý ha, mình chọn bàn trước rồi chọn món. Món gì thì mình chọn món gì thì nó sẽ hiện bên đây. Bàn có khách thì màu xanh, bàn không có khách sẽ bàn còn trống thì màu trắng. Còn trường hợp mình tính tiền trong trường hợp mà quán rất là đông, mình tính mình chọn chọn chỗ này nó không phù hợp nữa thì có cách để mình hỗ trợ mình tính tiền nhanh. Các bạn mình chọn nút F1. Thì khi mình nhấn F1 thì nó sẽ trên màn hình nó sẽ hiện cái bảng đánh phím tắt của từng món đây. Giả sử như là cái bàn số như trên lầu đi nha, khu trên lầu bàn số 19 đi. Mình enter. Thì mặc định nó sẽ di chuyển vào số 19, mình chọn món này, cà phê. Cà phê. Đây, cà phê đá đi. Enter. Số lượng là 3, enter. Thì khi đó mình lập phiếu rất là nhanh. Đây, bàn số 9, bàn số 19, cà phê đá 3 ly đây. Giả sử giờ mình di chuyển lên cái phòng lạnh, mình enter. Thì cái phòng lạnh thì bàn số số 12 đi. Enter. Thì mặc định cái chương trình nó sẽ chạy đến đúng cái bàn số 12. Ví dụ như cà phê sữa đá đi. Cà phê sữa đá mình di chuyển lên xuống cái con chỏ rồi mình chọn đúng rồi mình enter số lượng 6, enter. Thì khi đó bàn 12 nó sẽ có 6 cái liền bài đá giá 15.000 tiền mình này. Đây là cái hỗ trợ khi các bạn muốn ẩn cái phiếu này, cái bàn phím tắt này đi, mình chỉ cần mình nhấp chuột ở ngoài cái này thì nó biến mất. Nhưng mà khi các bạn muốn gọi lại thì nhớ nhấn F1 thì nó hiện lên. Đây là cái bảng phím tắt để mình hỗ trợ mình tính tiền rất là nhanh, không cần phải kiếm kiếm từng món trong cái chương trình phần mềm Thành Long này. Tới đây cũng một số cái vấn đề để mà các bạn có thể tự động mình cài và hướng dẫn sử dụng cho các bạn như như trên. Và nếu mà có thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ số điện thoại ở đây. Phần mềm Thành Long ở Quỳnh Long thì chọn gọi số 090 799 4648 gặp anh Cường để mà hướng dẫn thêm. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem qua những cái hướng dẫn để mà mình biết cách sử dụng phần mềm Thành Long. Xin chào các bạn.